Kính thưa các bạn, trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục học bài chú 42 tay trong Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Kính thưa các bạn có thể bấm vào link đầu tiên để xem Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni do Sư Thiện Tâm Việt dịch. Các bạn có thể bấm vào link thứ hai để xem chùm ảnh 42 thủ nhãn ở đây và bấm vào link cuối cùng để xem tất cả các bài học từ trước cho đến nay. Tay số 17 là Ngọc Hoàng Thủ, tức là tay cầm cái vòng ngọc. Kinh văn ghi rằng, nếu muốn có tôi trai, tớ gái để sai khiến, nên cầu nơi tay cầm chiếc vòng ngọc. Câu chú tiếng Việt là Án Bát Na Hàm, vị ra giả tác phạ hạ. Chúng ta chú ý rằng, câu chú này ở vị trí số 17 là theo thứ tự trong bản kinh của Ngài Thiền Tâm Việt dịch. Đây là hình ảnh tượng trưng cho Ngọc Hoàng Thủ, tức là tay cầm cái vòng ngọc. Câu chú tiếng Phạn chúng ta sẽ đọc như sau. Om Padmam Virayaswaha. Om Padmam Virayaswaha. Om Padmam Virayaswaha. Đó, chúng ta có thể xem phần phiên âm ở dưới đây. Trong phần phiên âm này, nguyên âm nào viết in thì chúng ta đọc hai nhịp. Nguyên âm nào viết thường thì chúng ta chỉ đọc một nhịp mà thôi. Và chúng ta chú ý rằng có các phiên bản khác được phổ biến như sau. Om Padma Viraya Swaha. Chữ này là chữ Padma, còn câu chú chúng ta đang học là chữ Padmam. Thì chữ Padmam này á thì nó sẽ hợp với câu chú tiếng Việt mà Ngài Thiền Tâm Việt dịch. Vì Ngài Thiền Tâm dịch là Án Bát Na Hàm, thấy không? Vị ra giả tác phạ hạ. Thì chữ Padmam này đó, Padmam đó, Bát Na Hàm thì đúng hơn là Padma. Đó. Cách thức chúng ta đọc câu chú này là Om Om, đọc chữ O hai nhịp trước, kéo dài chữ O, xong rồi chúng ta đóng chữ O lại. Om Padmam Padmam. Chữ M có dấu nặng này là một Anuswara. Thì chúng ta sẽ đọc sao? Chúng ta xem chữ kế tiếp. Chữ kế tiếp là chữ V. Chữ V này chúng ta đọc bằng phần môi và nửa môi nửa răng. Thì chúng ta coi như là đọc bằng phần môi đi. Thì chữ Anuswara trước đó đó, chúng ta cũng phải đọc bằng môi luôn, tức là đọc bằng M. Thì chữ này chúng ta đọc là Padmam, thấy không? Padmam, Padmam. Viraya, Viraya, Viraya. Chúng ta đọc rõ là chữ vi và chữ ra, bởi vì nó là hai nhịp, có chữ dấu gạch trên đầu là hai nhịp. Viraya, Swaha, 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 là hai chữ A này là hai nhịp hết, cho nên chúng ta phải đọc rõ ra chữ Swaha. Swaha, Swaha. Chữ ôm là từ gốc của vũ trụ, của Pháp, là một từ thiêng liêng nên ta không dịch nghĩa. Chữ Padmam là từ chữ Padma mà ra, nghĩa là hoa sen, chia theo accusative. Chữ Viraya là từ chữ Vira mà ra, nghĩa là tinh tấn, chia theo dative. Padmam Viraya là liên hoa tinh tấn, chữ Swaha là thành tựu viên mãn kiết tường. Ngọc Hoàng là vòng ngọc quý, dùng để đeo như vật trang sức. Ngọc là một loại đá quý, tượng trưng cho cái quý báu nhất, còn Hoàng là vòng tròn, không có điểm khởi đầu hay kết thúc, tượng trưng cho nghĩa bất sanh bất diệt, không còn nhị nguyên. Ngọc Hoàng tiếng Anh gọi là Jade Ring. Trong thế tục, Ngọc Hoàng biểu thị cho nghĩa hệ triền, tức là sự ràng buộc. Đây là một pháp kính ái, Pushtika, của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đứng ở phương diện thế gian pháp mà nói, thì bản nguyện từ bi của Đức Bồ Tát cầm vật báo này biểu thị cho nghĩa hệ triền, tức là ràng buộc, nhằm giúp cho chúng sanh ở thế gian cầu con cái hay tôi tớ để phụ giúp và gìn giữ sự nghiệp. Trong đạo lớn, người tu hành không cầu con cái, cũng không cầu tôi tớ để phục vụ hay gìn giữ sự nghiệp thế gian của mình. Mà người tu hành, nếu ở chốn già lam, thì sẽ dùng tâm kính ái này mà chiêu cảm được các tăng nhân, mong rằng các vị ấy có thể giữ được đạo nghiệp để tiếp nối sự giảng dạy Phật Pháp cho bá tánh, hầu cho họ được rời xa các phiền não, trọn được đại niết bàn. Theo nghĩa đen, ở đời thì chỉ có chủ
mới có thể sai khiến tôi trai tớ gái làm việc. Còn nói theo huyền nghĩa, tức là chúng ta phải nhận ra ông chủ nơi chính mình. Nhận ra rồi thì mình có thể vận dụng pháp đến đi, cách nào cũng được, không bị lệ thuộc nữa. Dù cho có buồn vui, thương ghét, khen chê, khổ sướng, ta vẫn làm chủ được, nên gọi là sai khiến tôi trai tớ gái. Đây gọi là tác pháp như ý, nghĩa là các sở nguyện đều được như ý, chứ không riêng gì tôi trai tớ gái, con cái nối dòng, hay đệ tử nối gót đạo nghiệp. Muốn được như vậy, thì người đó phải sử dụng như lý tác ý, yoniso manasikara, là chánh niệm, tức là pháp thứ bảy trong bát chánh đạo, tức là chánh niệm samyak smriti. Vì có chánh niệm nên có thể kết nối được với sự thật đang diễn, sống trọn vẹn với từng thứ đến đi, nên có thể tùy duyên, tự tại vô quái ngại, sống với nguồn pháp. Hành giả có thể ứng ra một cách linh động để khế hợp với pháp. Hành giả có thể kiến tạo nên vô lượng pháp môn tu học cho chúng sanh, xong không lìa xa đại lộ. Hành giả muốn thành tựu pháp này, dùng cái vòng ngọc, đá hoặc kim loại quý, không cần tròn trịa nhưng nên tiếp nối thành một vòng kiếm chứ không bị hở. Đặt trước bản tôn, tu niệm trì tụng chú Đại Bi rồi tụng câu chú trên 108 biến thì được như nguyện. Và câu chú trong bài chú Đại Bi có liên quan đến Ngọc Hoàng Thủ là câu số 41, tiếng Việt là Holo Holo Mara và tiếng Phạn là Huru Huru Mala. Chữ Huru có nghĩa là nhanh chóng, chữ Mala nghĩa là tốt lành, thắng thượng, như ý. Huru Huru Mala nghĩa là nhanh chóng, làm pháp như ý thắng thượng. Câu này có chỗ ghi là Huru Huru Mara hoặc là Hulu Hulu Pra. Chúng ta có thể bấm vào nguồn này để chúng ta xem những cái phiên bản đó. Ở trong cái nguồn Wikipedia này, người ta chia ra làm rất là nhiều phiên bản của chú Đại Bi. Cho nên là chẳng hạn như ở Trung Hoa, người ta sẽ có một cái phiên bản khác. Ở Đài Loan, người ta sẽ có một phiên bản khác. Ở Đại Hàn, người ta có một phiên bản khác. Không? Ở Nhật, người ta xài một phiên bản khác. Và ở bên Tây Phương, họ có một phiên bản khác. Cho nên có rất là nhiều phiên bản mà các bạn có thể tham khảo vào cái link sau đây chúng ta xem. Câu Holo Holo Mara có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là làm cho các pháp như ý, như sở nguyện, tức là tác pháp như ý. Như ý nghĩa là khi thành tựu pháp này thì tùy theo tâm nguyện của hành giả đều được như ý. Nghĩa thứ hai có nghĩa là tu tập cho đến khi không thấy có ngã và pháp là hai thực thể riêng biệt tách rời, mà thực ra ngã không, pháp cũng không. Nghĩa này gọi là tác pháp mạc ly ngã. Thông thường các vị thầy hành trì thủ nhãn này có thể khiến tất cả chúng sanh đều vâng theo sự giáo hóa của vị ấy. Hành giả dạy cho họ tu pháp gì thì họ đều tu theo pháp môn ấy, không sai lệch. Đó là những công năng của thủ nhãn này. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại để đọc câu chú thêm vài lần nữa để chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt và học thuộc. Om Padmam Viraya Swaha. 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 Câu chú này cũng rất là ngắn và rất là dễ học. Xin kính chúc các bạn học mau thuộc câu chú này. Xin kính chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp.